Nhóm lừa bán người sang Campuchia được giảm án. Viện kiểm sát và bị hại đề nghị tăng hình phạt nhưng hội đồng xét xử đã quyết định giảm án cho các bị cáo vụ lừa bán người sang Campuchia. Chiều ngày 23 tháng 12, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm vụ mua bán người đối với Nguyễn Văn Hiền, 26 tuổi, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Nguyễn Đặng Trung Hiếu, 19 tuổi và Trần Văn Ngàn, 22 tuổi, cùng ngụ huyện Cư Cui, Đắk Lắk, Đỗ Thị Mỹ Hạnh, 30 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Theo bản án sơ thẩm, tháng 11 năm 2021, bốn bị cáo này dàn cảnh việc nhẹ lương cao, đưa bốn nạn nhân cùng ngụ thành phố Buôn Ma Thuột vượt biên sang Campuchia bán được hơn 263 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Sang Campuchia, bốn nạn nhân làm việc trong các công ty đánh bạc trực tuyến. Những người này thường xuyên bị đánh đập, bỏ đói, muốn trở về Việt Nam phải nộp tiền chuộc khoảng 100 triệu đồng mỗi người. Các nạn nhân đã tìm cách liên lạc với gia đình để tố giác. Ngày 15 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hiền 14 năm tù, Đỗ Thị Mỹ Hạnh 13 năm tù, Nguyễn Đặng Trung Hiếu 12 năm tù, Trần Văn Ngàn 9 năm tù, cùng về tội mua bán người. Hai trong số bốn bị hại có đơn kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt, riêng bốn bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo loanh quanh chối tội, bị cáo Hiền, Ngàn, Hạnh kêu oan. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng giữ quyền công tố tại tòa đồng quan điểm với hai bị hại, đề nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo để có tính răn đe, phòng ngừa chung vì vụ án được dư luận quan tâm, lên án. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã tuyên giảm án cho các bị cáo từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù.